Truyện tranh Trạng Quỳnh tập 367, trăm lẻ một đêm. Chú cúng gì vậy ạ? Cúng cô hồn. Sao chú không cúng ở nhà mà lại cúng ở đây? Tao làm nghề đấm bóp, đêm nào đi qua đây tao cũng bị một con ma nữ rất đẹp hiện ra chọc ghẹo, tao cúng cho nó đừng hiện ra nữa. Trời đất ơi, được người đẹp chiếu cố mà chú chê. Tao đâu có chê, tao sợ vợ tao biết thì chết, vợ tao dữ hơn con ma nữ đó. Tao khấn xong rồi, đợi tàn nhang thì tụi mày ăn. Sao lại phải đợi tàn nhang, đói quá. Người ta nói khi nhang tàn là cô hồn ăn xong rồi, ai giành ăn trước sẽ bị cô hồn bẻ cổ. Thổi cho nhang mau tàn, đói quá. Nhang tàn rồi, ăn. Khoan ăn. Coi con ruồi kìa, nó bù vô ăn, giờ lăn đụng ra kìa. Thức ăn có thuốc độc? Không có thuốc độc đâu, tại con ruồi đó tham ăn nên bị bội thật đó. Mày tham ăn quá này ngoan cố, tao nói có thuốc độc. Muốn biết chắc, cho con chó ăn. Tự dưng lại giết con chó, đồ giả man, vô nhân đạo. Con ruồi, con cửa kìa, nó không chết. Vậy là thuốc mê, không phải thuốc độc. Ai đó muốn hại ai đó, tao không biết. Mê hay độc thì tao cũng không ăn, đứa nào thích thì ăn đi. Mày không dám ăn, tụi tao cũng không dám ăn. Thằng Quỳnh khôn ghê, không dụ nó ăn được. Có ai ở đó không? Cứu tôi với. Chú làm gì ở dưới đó vậy? Tôi bị mù, không thấy đường nên té xuống đây. Còn kéo chú lên, chú nắm cái cây đi. Lên. Ôi, đau quá, trật chân rồi. Vừa đuôi vừa què, làm sao về nhà bây giờ? Hít. Còn cõng chú về, leo lên lưng con đi. Ừ, chú làm gì vậy? Ừ. Dù ăn không được thì dùng bạo lực, đằng nào mày cũng bị thuốc mê. Thiên đàng hay địa ngục đây? Á, địa ngục. Thả con ra, không thả con la cho bẻ nhà đó. Ăn đi cho khỏi la. Hay, đánh trúng điểm yếu của Quỳnh, ăn vậy. Ăn xong chưa, lên gặp bà chủ kìa. Gỡ cái cục này ra thì con mới đi được chứ. Tháo ra cho mày trốn hả? Ôm nó lên. Ai nghĩ ra cách này hay thiệt, hết trốn. Chào bà chủ đi. Con sẽ kiện bà cái tội bắt cóc con nít, tội đó ở tù tới già luôn. Thằng này lắm mồm ghê, mới gặp mà đã ào ào cái miệng. Còn chỉ có một cái mồm mà bà nói còn lắm mồm. Giúp ta việc này, xong việc ta thả và cho tiền. Ta bị bệnh mất ngủ kinh niên, uống đủ thứ thuốc mà không khỏi. Có một ông thầy chỉ cho ta cách chữa như thế này. Mỗi đêm nghe kể một câu chuyện để ru ngủ. Ta bắt mày về đây với mục đích đó. Mỗi đêm mày kể cho ta nghe một câu chuyện, kể đủ 101 chuyện, ta sẽ thả và cho tiền. Con đâu có biết nhiều chuyện để kể cho bà nghe. Đừng có chối, người ta nói mày học rộng, biết đủ chuyện từ đông sang tây. Chuyện của con toàn là chuyện tào lao không hà? Ừ, thì kể chuyện tào lao cũng được. Về ngủ đi, tối kể chuyện cho ta nghe. May mà bà không biết chuyện nghìn lẻ một đêm. Bà mà biết thì sẽ bắt mình kể cả nghìn đêm, chết chắc. Sổ gì vậy ạ? Sổ theo dõi công tác, đêm nào mày kể xong một chuyện, tao ghi vào. Thế mà cũng gọi là công tác, thích dùng chữ đào to búa lớn ghê. Chuyện đầu tiên, có một cô gái không được đẹp lắm, tới thăng thở với một ông thầy Pháp. Thầy ơi,
tôi đẹp thế này mà không có ai theo đuổi. Đeo lá bùa này vào cổ, bước ra khỏi đây thì sẽ có rất nhiều người theo. Cô gái hí hửng bước ra, vừa đi cô vừa tưởng tượng sẽ có nhiều chàng đẹp trai theo mình. Mãi mơ mộng, cô đạp đổ gánh bánh tráng nướng của một bà nọ. Cô hoảng hồn bỏ chạy, thế là cả chợ rượt theo bắt cô ta. Đúng như lời ông thầy, bước ra khỏi nhà thì có nhiều người theo, nhưng không phải theo tán tỉnh mà theo bắt đền bánh tráng. Ha ha ha! Con kể xong một chuyện rồi ạ. Chuyện này làm tao mắc cười quá, tỉnh ngủ luôn. Không tính, coi như chưa có chuyện nào. Rút kinh nghiệm, không kể chuyện cười cho bả nghe. Bữa nay con kể cho bà nghe chuyện cổ tích. Ngày xưa, có một ông vua trẻ dẫn quân đi dẹp giặc xâm lăng. Chuyện này hay à. Một hôm, vua gặp một cô gái đẹp đang ngồi khóc bên đường. Có chuyện gì mà cô khóc vậy? Em thèm ăn chè mà không có tiền, ngài dẫn em đi ăn chè đi. Ta đâu có tiền. Tào lao, vua mà không có tiền ăn chè. Vua có tiền, nhưng hoàng hậu giữ hết rồi. Tào lao, chuyện tào lao. Thì con đã nói chuyện của con toàn là chuyện tào lao không hả? Chuyện của mày làm tao bực mình, ngủ không được. Không tính chuyện này, coi như chưa có chuyện nào. Ăn cơm đi nè, tội nghiệp mày quá. Hai đêm rồi mà chưa ghi được điểm nào. Chú ơi, cho con hỏi thăm, ông chồng của bà chủ qua đời rồi phải không ạ? Mấy ngày nay con không thấy ông chủ. Ổng cũng bị nhốt như mày đó. Sao vậy ạ? Ổng có tánh thương người, ra đường thấy cô nào đẹp đẹp một tí thì ổng thương liền, bởi thế nên bà chủ nhốt luôn. Tội nghiệp ổng ghê, thương người mà cũng mắc tội. Ha ha, vậy là trong nhà này có hai người bị nhốt. Bữa nay kể chuyện tình cảm đi. Còn có tí xíu, làm sao biết chuyện tình cảm? Chuyện tình cảm cổ tích đó, chẳng hạn như chuyện thiếu phụ Nam Xương, Hòn Vọng Phu. Vậy thì con kể chuyện Hòn Vọng Phu. Ngày xưa, có một thiếu phụ có chồng đi chinh chiến ở xa. Chị ấy trông chồng từng ngày. Rồi chị ấy bồng con lên núi nhìn ra biển trông chồng. Dù mưa hay nắng, chị ấy vẫn đứng đó chờ những con thuyền. Tội nghiệp quá, hít. Chết, không cho bà khóc. Bà khóc thì ngủ không được. Chuyện này sẽ không được tính. Đến một hôm, chị ấy hóa đá phải không? Dạ không ạ. Chị ấy cảm thấy không thể trông đợi chồng được nữa, nên chị ấy xuống núi về nhà lấy chồng khác. Tào lao, vậy thì ai hóa đá thành Hòn Vọng Phu? Con đâu có biết. Chuyện đời xưa, lúc đó con chưa ra đời, làm sao mà biết. Tào lao, không tính chuyện này. Không cho bà khóc thì bà đổ quạo, tồi công. Ba đêm rồi mà chưa ghi được điểm nào. Chỉ có cách trốn thôi. Chui ra. Cố lên, chỉ cần cái đầu qua được thì cả người qua được. Qua được rồi. Hừ, còn kẹt cái cục sắt. Không lôi nó ra được, không trốn được rồi. Ai đang chui ra cửa sổ kia? Chắc là ông chồng của bà chủ, ổng vượt ngục đi chơi. Có cách thoát rồi, chui vô lại. Bữa nay còn kể chuyện về một người đàn ông không chung thủy, bảo đảm bà sẽ thích. Một ông nọ có đôi mắt hình thửa ruộng. Người ta nói đôi mắt hình viên ngọc, chứ sao lại hình thửa ruộng? Đôi mắt của ổng hình vuông, nên con nói là hình thửa ruộng cho có vẻ văn chương. Đêm nào ông ấy cũng leo tường ra ngoài đi chơi. Thật vậy không? Thiệt đó, đây là chuyện thật. Chính mắt con nhìn thấy chứ không phải tưởng tượng. Đôi mắt hình thửa ruộng, nghi quá.
có phải đó là ông chồng của ta không? Con chưa hề gặp chồng của bà, con đâu có biết. Có chắc ổng có đôi mắt hình thứ ruộng không? Chắc ạ. Theo ta. Có phải ông này không? Dạ phải ạ. Nó nói thấy ông chui cửa sổ leo tường ra ngoài đúng không? Đâu có. Chính là ông mà, ông có đôi mắt hình thứ ruộng, con không nhìn lầm đâu. Lăng Đạo cảnh cáo, tái phạm thì chết với tôi. Tối nay tôi cho người canh ông. Ông đừng có ra ngoài, bà mà biết thì chết con. Cho mày tiền, để tao đi chơi một tí. Hí, ông giấu tiền trong giày. Con không nói nhưng thằng nhỏ bị nhốt trong phòng kia sẽ nói. Để tao điều đình với nó. Nhỏ, cho mày tiền, đừng có nói với bà chuyện tao trốn đi chơi. Ông không phải tốn tiền, chỉ cần ông giúp con thoát ra khỏi đây thì sẽ không còn ai thấy ông trốn đi chơi. Giúp mày bằng cách nào? Ông tìm cho con một cái cưa tay nhỏ. Để tao nói thằng kia lấy cho. Nè, cưa nè. Cọt, cọt. Rắc, chui ra. Được rồi, thoát. Bà ơi, thằng nhỏ kể chuyện trốn mất rồi. Tìm bắt đứa khác cho ta. Bà không sợ nó đi báo quan à? Quan là anh tao. Bà ơi, có quan trong triều tới. Hả? Chết ta rồi. Chào bà, đây là quan thái y ở trong triều và cũng là thầy của con. Dẫn ổng tới bắt ta hả? Đừng có chơi ác à. Đừng sợ, nó nói bà bị bệnh mất ngủ kinh niên, tôi tới chữa cho bà. Biết bệnh của bà rồi. Bà uống mấy thằng thuốc này, nếu thấy ngủ được thì nói thằng Quỳnh cho tôi biết, tôi sẽ gửi thêm thuốc. Một nguyên nhân nữa làm bà ngủ không được là bà lo sợ chồng bà đi chơi. Hoàng nói đúng à. Dẫn ông chồng của bà tới đây. Mỗi đêm ông kể cho bà nghe một chuyện để dỗ bà ngủ. Tao giúp mày thoát, sao mày hại tao? Còn muốn chữa bệnh cho bà thôi mà. Bà uống thuốc, ông ngồi bên cạnh kể chuyện cho bà yên tâm ngủ. Bà ngủ rồi, ông tha hồ đi chơi. Hê, mày hay, cảm ơn ngang. Nhỏ, ta ngủ được rồi, mày tốt lắm. Không tố cáo ta tội bắt cóc mà còn đức thầy tớ chữa bệnh cho ta. Bà bắt con để chữa bệnh cho bà chứ đâu có ý xấu. Bà cho con ăn ngon mà. Không đi làm kiếm tiền, suốt ngày lo chăm con ngựa, chán ghê. Tôi chăm cho nó khỏe, chạy nhanh, bán được nhiều tiền mà la tôi. Có thấy ai mua đâu. Nghe nói ở đây có con ngựa tốt lắm phải không? Đó, có người mua đó. Con ngựa khỏe thiệt, cho tôi chạy thử được không? Mời ông. Chạy đi. Á à. Bịch. Nó chạy ghê quá, không dám mua. Đem bán rẻ đi cho rồi, còn lo làm ăn. Từ từ đi mà. Loa loa, quan huyện mở cuộc đua ngựa, ngựa nào về nhất sẽ được thưởng 10 đồng. Đó, cơ hội tới rồi đó, đừng có la tôi nữa nghe. Sao tự dưng quan huyện lại tổ chức đua ngựa? Cha của quan thích coi đua ngựa, để mừng thọ của cha, quan tổ chức đua ngựa cho cha xem. Ngựa của tao sẽ về nhất. Ngựa của tao sẽ về trước, con về nhất. Đừng có mờ, không có ngựa nào địch lại ngựa của tao đâu. Đừng có đứa nào mơ về nhất hết, con ngựa của thằng lúa sẽ thắng. Con ngựa của nó chạy ghê lắm, nó sẽ thắng. Phải loại con ngựa của thằng lúa ra thì tụi mình mới có hy vọng. Loại nó bằng cách nào? Dễ ạt, làm vậy nè. Hay, để tao làm cho. Nhà thằng lúa ngủ hết rồi. Xin lỗi mày ngang.
Rốt, ý, đau quá. Có kẻ chặt chân con ngựa. Gãy chân rồi, đau quá. Vậy là hết đùa, ai mà ác dữ vậy nè. Cái đám sắp đua ngựa chứ ai vào đây. Chúng nó biết ngựa của ông chạy nhanh nên chặt chân cho hết đua. Buồn ghê, công trình cha tao nuôi con ngựa, nay có dịp chạy đua kiếm tiền thì lại bị người ta chặt chân. Mấy ông đua ngựa chơi xấu. Mẹ tao cũng nói như vậy. Cha tao bị mẹ tao chỉ trích suốt ngày, tội nghiệp ghê luôn. Đua ngựa ở chỗ nào? Chạy giáp vòng chân đồi sim. Mình cứ đùa, họ có vỏ quýt dày, tao có móng tay nhọn, mày theo sát tao. Chuẩn bị, chạy. Tôi bị què, làm sao mà chạy? Ráng hết tới khúc quẹo kia đi. Ha ha, ngựa chạy không nổi mà cũng thi. Không phải chạy không nổi, mà nó chấp đám ngựa kia chạy trước nửa đường đó. Không còn ai thấy nữa, kéo nó lên đồi. Lên. Vòng trở ngược lại điểm xuất phát. Qua khỏi điểm xuất phát rồi, mặt sau của tấm bảng xuất phát là đích đến. Tao đợi ở đây, mày chạy tới đằng kia, hễ thấy họ thì ra hiệu cho tao. Thằng gạo ra dấu, họ sắp tới. Ráng chạy tới đích đi, tuột xuống, đích ở dưới. Ô hô, thằng Quỳnh về trước kìa. Con về nhất, con thắng. Con ngựa tuyệt quá, nó bỏ đám kia cả đoạn xa. Ơ, con ngựa của thằng lúa. Thưởng cho 10 đồng đây. Ta muốn mua con ngựa này, bán không? Bẩm, không ạ, đây là con ngựa cưng của con, không bán được ạ. Sao mày không bán cho quan? Tham vừa thôi, bán cho quan để quan thấy con ngựa bị què hả? Lúc đó thì chết vì cái tội chơi ăn gian. Nhỏ, mày chạy ngã nào sao tụi tao không thấy mày qua mặt? Làm sao thấy được ạ? Nó chạy nhanh như gió, đâu có thấy được. Không tin nó chạy nhanh như gió, thằng nhỏ đó chạy ăn gian. Thôi đi, mình chơi xấu nó chơi xấu lại, huề thôi. Cha tao đưa máy hào, bảo tao dẫn mày đi ăn hộp vịt lộn. Mày biết tao ghét món đó nên rủ tao ăn, đẻo vừa thôi. Chết tôi rồi. Rớt tiền xuống ao hả? Không phải, rớt thơ. Thơ gì? Thơ mèo của mày hả? Cậu hai sẽ tao đi đưa thơ cho mấy chị quen với cậu. Tao sợ ý để rớt xuống ao hết rồi. Về nói cậu hai viết lại. Cậu hai tao dữ lắm, tao vừa nói thì ăn đòn liền hà. Lá thư mắc trên cành cây kìa, xuống lấy đi. Được rồi. Mắc hai lá, tao phải đưa cho ba chị ba lá thơ lận. Cậu hai của mày tham lam ghê, quen một lúc tới ba cô. Phen này chắc bị đòn chết, đau quá. Chưa bị đánh đã la đầu, đưa thơ cho tao coi. Ổng viết bằng mực tốt, không bị nhòe, may cho mày đó. May làm sao? Tao sẽ chiếu theo thơ này để viết lại hai lá thơ kia, tao giỏi giả tuồng chữ lắm. Làm được hả? Mày giỏi ghê. Biết tay mấy chị mày sẽ đưa thư không? Biết, đó là chị Me, chị Chanh, chị Dấm. Ông này thích ăn chua. Hẹn cô Me cuối giờ Dậu ngày mùng 1 ở đầu làng. Vậy là ổng hẹn cô Chanh mùng 2, cô Dấm mùng 3. Sao mày biết? Không lẽ ổng hẹn ba cô vô một ngày? Cho ba chị vô một chỗ. Mày viết giống hệt chữ của cậu hai. Sau này cậu hai có nói gì thì mày cứ nói đây là tuồng chữ của cậu hai. Thơ này có một cái chấm, đưa cho chị Me. Thơ có hai cái chấm cho chị. Vụ đó tao biết, cậu hai cũng làm dấu như vậy.
cảm ơn mày nhiều, sau này giàu tao sẽ đền ơn. Số mày có cơm ăn là may rồi đó, đừng có mơ giàu. Đưa tận tay mấy chị rồi phải không? Dạ tận tay ạ. Trồng cái đầu vô đây. Chi vậy ạ? Mày làm cái gương thần, hễ tao hỏi thì trả lời như vậy. Hỡi gương thần, ai là người đẹp trai nhất thế gian? Cậu hai là người đẹp trai nhất thế gian. Phải thế chứ, ai dám đẹp trai hơn tao? Bữa nay bồng một đi gặp cô Me. Ơ, sao lại có cả ba cô? Hai cô làm gì ở đây? Anh gửi thơ mời tôi tới mà, thơ nè. Tôi cũng có thơ của anh mời nè. Tôi mời cô ngày mai, cô kia ngày mốt mà. Coi đi, có phải chữ mùng một không? Rõ cái mặt bắt cá hai tay, hai chân luôn rồi ha. À, tao hẹn ba cô vào ba ngày khác nhau, sao ba cô lại đến cùng một lúc? Con đâu có biết, cậu viết thế nào con đâu có biết. Mày có sửa thơ lại không? Con đâu có biết chữ mà sửa, cậu coi lại có phải là chữ của cậu không? Ờ, chữ của mình có bị tâm thần hay không mà viết thơ như vậy? Mày chơi ác ghê, ổng bị ba chị quýnh cho một trận. Tao ghét loại đàn ông bắt cá hai tay lắm, hổng đàng hoàng.